Từ Kushinara chúng ta qua nơi đây á, quý vị thấy cái tâm lý chúng ta nó biến chuyển rõ rệt. Nhờ cái Lumbini đi sâu Kushinara thì những cái tâm muộn phiền các thứ thì nó qua, và nhờ như vậy chúng ta tiếp tục chúng ta cảm thấy hoan hỷ. Và quả thật khi mà đi đến nơi đây quý vị thấy là tự nhiên chúng ta thấy vui thoải mái. Tại vì sao? Vì nơi đây là nơi mà Bồ Tát đản sanh, là nơi chư thiên chúc mừng. Khi mà hoàng hậu Maya đó, khi mà bà hạ sanh thì bà hạ sanh ở biên giới, chứ bà không có hạ sanh ở một cái vương quốc, và bà hạ sanh ở biên giới. Điều đó giống như là một cái điềm báo là sau này á, là cái con đường mà ngài đi á, là con đường trung đạo, nó không có lệch về một nơi. Và bà hoàng hậu Maya thì bà có rất là nhiều những cái phước, như là sư nhớ là trong quá khứ khi bà là vợ của vua trời Đế Thích thì bà có nhiều cái nguyện lắm. Ví dụ như bà nguyện là sau này làm sao mà khi mà mang thai là dù cho thai 10 tháng đi nữa thì người ta cũng không nhìn ra, vẫn đẹp như con gái. Đó. Rồi khi mà bà sanh á, bà sanh ra Bồ Tát á, thì bà không phải chịu cái đau của sanh nở. Bồ Tát bước xuống thai bào á, rất là nhẹ nhàng. Nếu mà quý vị đọc trong bài kinh Vị Tằng Hữu thì quý vị cũng thấy đó, là khi Thế Tôn ngài kể lại khi ngài bước xuống thai bào á, đầu tiên là khi ngài ngồi, ngài ở trong thai bào, ngài không giống những đứa trẻ khác co ro cúm rúm không có, ngài ngồi như một vị pháp sư ngồi trên pháp tòa với chân bắt chéo. Và khi mà ngài ra khỏi thai bào thì giống như là một vị pháp sư bước xuống pháp tòa, ngài bước xuống và như thế là ngài đi thẳng ra lòng mẹ luôn, không có phải chịu sự khó khăn như chúng sanh ở thế gian. Và khi ngài bước xuống như vậy á, thì từ bắt đầu từ Phạm Thiên cho đến Vua Trời Đế Thích, rồi đến Tứ Đại Thiên Vương truyền tay nhau để đưa ngài xuống. Và khi ngài sanh ra đó, một cái đặc biệt là không có chúng sanh nào có thể có, đó là ngài không có dính bất kỳ cái máu mủ nhớp nhau, bất kỳ cái gì dơ bẩn cả không có. Lúc bây giờ thì có hai dòng nước nóng lạnh để xối rửa cho ngài. Thì nó giống như là một cái chúc phúc, một cái thủ tục chúc phúc thôi, chứ còn bản thân ngài thì không có cái gì để bẩn thỉu đi rửa. Một vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác á, thì có cái điều đặc biệt, đó là ngài có sự biết rõ khi ngài nhập thai bào, ngài có sự biết rõ khi ngài ở trong thai bào, và ngài có sự biết rõ khi ngài ra khỏi thai bào. Ngài biết rõ cả ba giai đoạn. Và khi ngài bước xuống, khi ngài xuống thì ngài làm một việc, đó là ngài nhìn khắp các nơi để xem có ai cao thượng hơn mình không, và ngài thấy là không có ai cao thượng hơn ngài. Cho nên á, là không, ngài bước xuống, ngài đi 7 bước trước, ngài đi 7 bước và ngài nhìn xung quanh xem có ai cao thượng hơn mình không. Và không có ai cao thượng hơn ngài. Thì khi ngài bước đi như vậy đó, về bản chất ngài là một đứa bé sơ sinh và không có một cái mảnh vải nào che thân. Nhưng do phước báo cúng dường nhiều đời nhiều kiếp của ngài, cho nên á, là lúc bấy giờ á, chư thiên và nhân loại nhìn giống như là một thanh niên 16 tuổi
mặc y phục đàng hoàng và bước đi. Thành ra là khi nãy đi vô thì cái tượng baby Buddha đó nhìn thì cũng dễ thương, nhưng mà nếu mình tạc đúng là cái nó sẽ giống như cái tượng mà cái đường mình vô thì thấy có cái tượng là một Đức Phật mà giống như một cái thanh niên 16 tuổi mà bước đi đó, một thì tượng đó mới là đúng đó. Tại vì lúc bây giờ toàn cõi chư thiên nhân loại nhìn ngài là thấy như thanh niên 16 tuổi chứ không phải là một đứa bé. Ngài như quý vị biết là rồi, ngài một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, và ngài nói là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, tức là trên trời dưới đất thì ta là người cao thượng nhất. Và kiếp này là kiếp cuối cùng, ta không còn tái sanh nữa. Chúng ta phải nhớ rõ cả bốn câu, chứ còn chúng ta nhớ có hai câu thì nó kẹt lắm. Mà không biết tại sao nhiều người vì cái mục đích cá nhân hay như thế nào đó mà họ bỏ hai câu sau, chắc họ muốn Thế Tôn còn luân hồi dài dài. Chứ còn rõ ràng là ngài đã khẳng định kiếp này là kiếp chót, sau khi ngài viên tịch Niết Bàn rồi thì ngài sẽ không trở lại nữa. Và nơi ngài bước xuống thì chúng ta phải nói là cái khu vực đó chính là cái trung tâm của vũ trụ này. Cái vũ trụ này nó lớn dữ lắm. Cái vũ trụ phải nói là mình không thể nào mà mình biết được cái độ rộng lớn nó như thế nào. Mà cho nên á là ở bốn thánh, ở năm nơi, ở năm nơi, trong đó có bốn nơi được kể là khu vực trung tâm. Một á là nơi Bồ Tát nhập thai bào. Hai á là nơi Bồ Tát đảng sanh. Ba là nơi Đức Phật thành đạo. Bốn là nơi Đức Phật chuyển pháp luân. Nên Bồ Tát thành đạo chứ. Bốn là nơi Đức Phật chuyển pháp luân. Tại sao? Tại vì nơi đó là nơi phải là địa cầu chấn động mạnh liệt nhất. Nếu mình kể thứ năm luôn thì mình kể ở Kusinara. Thì khi mà chúng ta khoanh tròn lại thì đó là cái khu vực trung tâm của thế giới này, của vũ trụ này. Chứ không thể nào mà chỉ có một điểm được, tại vì nó lớn dữ lắm, cho nên là giống như một cái chấm vậy đó, khi phóng to ra thì nó có một cái khu vực. Và nơi đây là nơi chư thiên rất là hoan hỷ vui mừng, bởi vì họ biết là không bao lâu nữa thì chánh pháp sẽ xuất hiện ở thế gian. Bởi vì chỉ đơn giản là những vị trời của Đức Phật quá khứ mà các vị đó đã chứng thánh, tức là ví dụ như là Phạm Thiên Sampatti, thì đó là vị thánh Ana Hàm của Đức Phật Kassapa, thời Đức Phật Kassapa. Thì do các ngài là thánh là các ngài biết là không dính dáng gì tới các ngài. Cái chuyện thế gian này thì với con mắt của thánh thì nó bình thường. Cho nên là khi mà Đức Phật chuyển bánh xe pháp luân, kể từ đó là giáo pháp xuất hiện ở thế gian. Thành ra là bây giờ chúng ta có lên cõi trời, ai hỏi nói mình là hội chúng đệ tử của Đức Phật Gotama, nếu mà sau này Đức Phật Gotama xuống mình nói vậy đó, mình thưa. Nhưng mà ráng nha, ráng. Cái phước này á, nó cái phước đi đảnh lễ mà tứ thánh tích rồi cúng dường nó lớn, thì nó có một ý mà sư muốn chia sẻ là cái phước này nó lớn dữ lắm. Nó lớn thậm chí đủ để nó che mờ một số ác nghiệp của chúng ta. Cho nên trong dòng sanh tử luân hồi ấy, không lạ gì nghe, nếu mà một số cái tay này mà thành cái tay mà nó ác tày trời, mà nó giàu kinh khủng mà nó là quyền lực là ngập trời, mà coi chừng
đó là do cái phước hiện tại chúng ta nâng đỡ. Thành ra sư mới hướng dẫn quý vị phát nguyện là nguyện cái phước này nâng đỡ con để con đi đến sự giải thoát. Kiếp nào sanh làm người, làm trời thì có thiền hữu tri thức, có các bậc thánh nhân nhắc nhở con, hướng dẫn con để con tu tập. Chứ không thôi là mình đọa mình không hay, mình hưởng phước, hưởng hết phước cái mình đọa nó uổng dữ lắm. Rồi phải nói là trong vô số kiếp luân hồi của chúng ta, cái ngày, cái thời gian, cái khoảng thời gian mà mình được đi đến đảnh lễ tứ động tâm so với dòng luân hồi nó không là gì hết. Cho nên là hãy trân trọng, mà trân trọng cái đó. Và cái phước này sẽ nhắc lại, nó đủ để che mờ rất nhiều ác nghiệp. Thành ra là hãy nương theo nó để mà đi lên. Và cũng đừng có dễ vui nghe, đừng có dễ vui rồi về mà bắt đầu mình chơi bời nó, ồ tôi được cái phước này rồi tha hồ tôi làm bậy, không có. Đừng có dễ vui. Và sư mặc dù đây là cái hành trình chúng ta vẫn chưa có chấm dứt, chúng ta còn đi một số nơi, ví dụ như là Velupana, rồi nhưng mà cái bốn thánh tích thì là chúng ta đã đi đủ rồi. Thì phải nói là không biết quý vị cảm thấy thế nào, chứ với sư thì hôm nay đi về thì cũng đủ rồi đó. Đó là rất là hoan hỷ khi mà quý vị đồng hành với sư những ngày ở đây. Tại vì bây giờ thời gian thì cũng không còn nhiều, phước thì chúng ta cũng làm rồi, hồi hướng thì cũng hồi hướng rồi. Bây giờ chúng ta đi vòng ở bên phải, rồi chúng ta đi ra đi về. Sư mong là ở cái nếu mà chúng ta còn có cái duyên để mà tổ chức cái chuyến sau á, thì sư sẽ sắp xếp cái thời gian của chúng ta sẽ hợp lý hơn, có thể địa điểm sẽ ít lại nhưng mà ở mỗi địa điểm chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn, sẽ hay hơn. Rồi.